Nhìn có copy cái này. Insert your key below. Please insert and hold your key below with the teeth facing up. Facing up. Okay. Bây giờ nó sẽ đọc lên. Trời ơi, nhìn giống như ma trận luôn á. Quá chuyện kiểu luôn. Quá chuyện màu. So what's your new keys? Mày chọn cái nào nè? Cái này là trong bài của mình là biểu tượng luôn nè, Patriot á. Trời ơi, trời hình luôn. Đẹp quá mẹ. Còn mấy kiểu màu hường nè mẹ. Con tính cái này. Một, hai. Đến cái không làm sao lại hai cái nữa nha. Không, một cái hả? Con làm một cái hả? Con lấy cái này ha. Please collect your new key when done. Please keep it there and put your head in the middle. Chạy là ngã trong rồi. Quay luôn nha. Chuẩn học vật lý hóa rồi vậy. Rồi nè, nó quay cho mẹ. Quay tới rồi. Mã hơn là mã. Xong hả? Xong rồi bỏ vô bịch này. Xong rồi ra ngoài cái trao. Đó tiền. Nãy cho cái chuyện này nó xong rồi chuyện gì rồi. Bạn được không? Don't fly off without your keys. Please remove your keys. Safe with our accuracy guarantee. Yeah. Nó làm cho mẹ mất cái miếng của mẹ. Rồi. Cái sơ của mẹ. Ở dưới nãy vậy mình đâu có cần lấy ha. Dạ. Còn cái gì đâu mẹ. Để cho bọc.